Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ylanka nha. Thì tối nay mình có cái món này nè các bạn, cái món hạt dẻ luộc mình mới luộc luôn. Thì ở đây mình không rang được thì mình luộc cái hột nào, hột nấy, nó to chầm mà chán luôn các bạn. To hơn hai ngón tay, ba ngón tay của mình là không? Cỡ ba ngón tay. Nhìn to thích ghê không? Nó có nhiều hạt to lắm. Đều đều luôn nè, mới luộc xong còn nóng hổi luôn. Thì bên cạnh đó mình có hấp thêm một dĩa khoai lang tím nữa cho các bạn xem nè. Ngon ghê chưa? Thì bây giờ mời các bạn ăn tối với mình nha. Mình quay cái video này quay chơi chơi thôi các bạn, tại vì mình ở trong phòng có mình ên này, với lại mình không có đi ra ngoài á, nên mình quay chơi chơi chứ có mình ên mình cũng buồn, nên mình quay cho các bạn xem nha. Mời các bạn ăn trước cái miếng khoai lang với mình nha. Khoai lang á thì mình thích là gọt sạch hết xong rồi mình sẽ hấp, mình bỏ trên cái dĩa hấp của cái nồi cơm điện á, cái mình hấp nó chín, cái mình lấy cái muỗng này nè, mình sắn vô cái mình ăn thôi chứ mình không cần phải lột vỏ lột dĩa trơn á. Mời các bạn nha. Nó ngọt lắm các bạn, đợt này mua trúng khoai ngon nè. Bữa mình mua mua khoai vàng á, nó nhão nhẹt là nó không có ngon. Mình thấy ở bên này á, khoai trắng thì không có nhưng mà khoai tím nó rất là ngon. Ngon quá. Cái này chỉ có một củ thôi các bạn, một củ thôi mà mình chặt nó khúc khúc mà được nhiều vậy luôn nè. Cái củ này chưa phải là củ bự nhất nha, củ bự nhất còn ở ở sau á, mình bỏ ở sau. Cái này là mình hấp 45 phút, khoai lang này mình hấp 45 phút. Tại vì ở dưới mình luộc hạt dẻ, ở trên mình hấp á, nên mình muốn để cho lâu lâu chút xíu hạt dẻ. Mà bình thường mình cũng hay hấp hạt dẻ nữa, nhưng mà tại bữa nay cái xửng trên mình lấy mình hấp khoai lang rồi nên dưới mình phải luộc. Thì trong khi luộc mình có bỏ một ít muối vô á, thì hạt dẻ là phải luộc cho lâu hoặc hấp cho thiệt lâu nó mới xốp ăn mới ngon. Còn mà hấp nó vừa chín tới ăn cũng không có ngon lắm đâu mọi người. Cái món chính của tối nay là món này nè, còn cái này là mình hấp vậy thôi để sáng sáng. Tại vì tối là thường thường á, mình vừa học bài vừa hấp, hoặc mình làm công chuyện của mình cái mình hấp luôn. Sáng cái muốn ăn lúc nào cũng có, mình hỏi phải mất công đi hấp, đi hấp tới hấp lui. Với lại khoai lang mà hấp để cho nguội á, nó săn lại, có vẻ là ăn cũng rất là ngon. Cái khoai lang hôm nay ngon nè mọi người. Mình bên này á không có tốn tiền mua gạo mà tốn tiền mua khoai với mua hạt dẻ. Hôm nay đang trong mùa hạt dẻ nè, với lại hạt dẻ bên này nó cũng rẻ hơn Việt Nam mà cái hộp nó lại to nữa. Bên Việt Nam thì hạt dẻ nhỏ hơn mà. Ngon quá, ăn cục mình nữa nghỉ nha. Đó, bên bên đây có sữa ông thọ. Đây cái món yêu thích của mình. Đang mùa hạt dẻ, bạn nào muốn ăn nó tranh thủ mua ăn nha, chứ để qua mùa là nó sẽ mắc á. Nhưng mà hạt dẻ rất là ngon, mình thấy dẻ. Bây giờ mình sẽ chẻ ra nha, tại nó cứng lắm các bạn, nó nẻ cứng, mọt là có thể để vô họng cắn luôn. Thì mình lấy cái hộp viên này đi, cái hộp này không có nứt, người ta luộc sao mà nó nứt tè lè ra, nó lòi cái ruột ra, mình không có, nó khe khe vậy thôi chứ nó không có nứt tè le chứ mình ba. Hay là mình luộc không đủ lâu mình không biết, nhưng mà luộc lâu á nó tét ra dữ quá, nó sẽ vô nước ăn không có ngon mọi người. Rồi bây giờ mình cắn cái này cho các bạn xem, nó không có cứng. Ví dụ mình lột thì lột cũng được thôi, tại cái này nè, cái vỏ hơi cứng xíu nhưng mà mình cắn được. Ở trong nó vàng vậy nè, cho các bạn xem. Thấy nó vàng không? Cái này á mình có thể để như nào, mình cạp luôn cũng được. Nó bùi nó ngọt,
ngon vô cùng. Chợt lẫn nó ra lẫn ra hết. Nhưng mà mình á, mình thích ăn muỗng. Mình lấy cái muỗng mình sắn vô, mình múc nó lên. Mình cho các bạn xem nào. Múc nó lên, mình dễ rớt càng ngày cái muỗng mình nhỏ xíu à. Mời các bạn nha. Nó bùi, nó xốp mà nó ngọt. Nó ngon hơn ăn khoai rất là nhiều. Ngon hơn ngon hơn hạt hạt mít, hạt đậu phộng nữa. Tiền nào cũng nói là cái này nó giá nó cũng cao hơn, nhưng mà ở bên này rẻ nha. Hồi trước có mình mua 2 lạng rưỡi là 3 tệ, có khi 4 tệ. Còn cái này là nay vô mùa nó rẻ xuống hay sao á, là nó còn có. Mình lấy cái dao mình cắt cho các bạn xem, còn có 4 tệ nửa ký nè, khó quá. Vừa chốt ngon vô cùng. Ở 4 tệ nửa ký à, mà mình thích cái này á nên cứ 2 3 bữa mình mua một lần. Cứ 2 3 bữa thì mình sẽ mua về mình luộc ăn một bằng. Cái hạt dẻ này nè, ngoài rang luộc ăn trực tiếp như vậy, mọi người còn có thể gọt ra để đem đi hầm canh á. Hầm canh hoặc kho với thịt rất là ngon đó. Nó giống như hầm canh mà bỏ củ cải vô vậy, nhưng mà nó ngon. Nó ngon hơn các bạn bỏ khoai, bỏ đồ. Cái này à, hồi đó mình ở nhà không thấy có bán, chứ có mình mua cho má Bảy ăn rồi. Qua bên đây nó bán quá trời, mà má Bảy đâu có đây đâu mua. Chắc mình ăn giùm lưng phần của má Bảy luôn quá. Nói chứ chắc má Bảy cũng coi video này nè, má Bảy ngày nào cũng cài cho mình á. Nhìn ngon ha, nhưng mà các bạn cạp cái là nó xốp dữ lắm. Má Bảy là ngày nào cũng coi video của mình hết trơn. Fan hâm mộ, fan ruột. Ngon quá. Tiện thể trong cái video này mình giới thiệu các bạn cái trái này nè, cái trái hồng, mà đây là người ta nói là hồng hộp á, mà nó tầng 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 như nè, nhìn hấp dẫn nha, nhìn đẹp, nhìn đẹp. Cái trái hồng, hồng dĩa hồng của Thiểm Tây á, thì mình ăn rồi mình thấy nó ngon. Còn cái trái này hồi nãy mình có chẻ ra các bạn, trời ơi nó chát dã man luôn, chắc là chưa chín hay sao á. Thì mình qua cho các bạn xem, khi nào mà nó chín á thì mình sẽ làm cái clip đó để chia sẻ đến mọi người nha, ăn coi cảm nhận nó như thế nào. Tại cái này lần đầu tiên mình mua luôn, mình chưa ăn qua bao giờ. Mà cái lúc nó giao tới thì mình nghĩ nó giống như hồng giòn ở Việt Nam. Cái mình chẻ ra một trái rồi rốt cuộc ăn không được nè, đây nè, nó chát dã man rợ luôn, mà nó chín rồi đó nha. Thì cái này mình nghĩ chắc để lâu lắm mới ăn được. Thì khi nào mà ăn được á, mình sẽ quay cái clip review về cái trái đó cho mọi người nha. Không biết có bạn nào đã ăn qua rồi chưa, comment cho mình biết chứ cái này lần đầu tiên mình mua luôn á. Cái cốt video ngày hôm nay là lên đây để ăn hạt dễ với mọi người. Mình thích dùng cái muỗng múc múc nó vậy nè, ăn nhìn nó vui.
thấy không? Cái muỗng mình à, rồi cái nè, bỏ vô cái muỗng nhìn nhỏ xíu luôn ha. Mình rất thích cái muỗng này luôn nè. Không biết Việt Nam có không, chứ Việt Nam có thì thôi chứ không có mốt mình. Không lẽ giờ mình mua cái muỗng này đem về Việt Nam trời. Nó nhỏ nó tiện á, múc cái gì cũng dễ mà nó cứng, không có sợ gãy. Muỗng ở Việt Nam mình nó yếu xìu à. Ngon quá. Cắn kêu bập bập luôn. Không, cái trái này ngọt quá mà không biết có bị hư không. Không, rất là ngọt luôn. Ngon quá. Ngon lắm trời. Ngon ngọt lắm luôn á. Cái này mà đem đi nướng á, một đi rang ăn ngon lắm, thơm mùi than á bạn. Còn vậy là ăn nguyên vị thôi. Nhưng mà với mình á thì nguyên vị cũng ngon. Ngon nhưng mà không có thơm. Mấy nay tự nhiên cái không có thời gian đi ra ngoài quay nhiều quá nên mình hay quay đồ ăn cho các bạn xem á, chứ mà để có thời gian cái mình đi ra ngoài mình quay cảnh cho các bạn xem nha. Tại vì không có thời gian nhiều là quay ngồi ăn là tiện nhất, nhưng mà không ra video á thì các bạn cũng nhắc mà ra video á mà để quay cảnh nữa. Nhân nước. Sorry mọi người. Quay cảnh đồ mà không có thời gian đi gấp 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 á, quay không có thoải mái. Thôi. Ăn chuyển sang ăn ốc rồi. Cái lượng đó thôi. Hộp này nhỏ nè. Hộp này là nhỏ nhất luôn á. Cắn lượng khỏi dùng dao nữa. Hết trơn. Ngon quá. Cái này bự quá nè. Cái này bự ba ngón tay luôn nè. Ba đầu ngón tay nha, chứ vô đây là không đủ. Cỡ lơ lửa. Hết trơn. Cái hộp này mới nhỏ nè. Mà chút xíu à. Hơi xíu chứ cũng hai ngón tay nè. Ăn hơi cũng no lắm mọi người.
Ăn không? Ăn mấy hộp với mấy củ khoai mà nó rồi mình ăn cái hộp này nữa nha. Sốt ghê. Oh. Còn 10 hộp. Uống miếng nước rồi. Thì mọi người ơi, tối nay thì mình ăn hạt dẻ gì đó, với lại hạt dẻ đang vô mùa nè, bạn nào ở bên này muốn ăn á, thì các bạn tranh thủ ăn đi ha. Còn ở Việt Nam muốn mua thì mình nghĩ chắc cũng có, nhưng mà hơi cực chút xíu, mua ăn đi, hạt dẻ vô mùa ngon. Thì tối nay thì mình ăn hạt dẻ vậy thôi, với mình quay video chơi chơi, tại vì mình ở phòng có một mình ên à, nên cũng hơi buồn, mình không biết đi ra ngoài. Thì mình quay video cho các bạn xem. Rồi nếu như các bạn có thấy thích cái nội dung video ngày hôm nay, nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ ủng hộ mình nha. Còn các bạn vẫn như câu nói cũ, nếu như các bạn có thích mình chia sẻ gì về cuộc sống bên này, về cái việc mà đi du học, về cái trường hiện tại mà mình đang học, những cái vấn đề về ký túc xá hay này nọ gì đó, thì các bạn cũng có thể bình luận trực tiếp dưới cái nội dung video ngày hôm nay. Nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ đi quay và chia sẻ với các bạn nha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.